Thưa quý vị, trong thời gian qua thì danh tính của cựu nhân viên CIA Edward Snowden luôn được nhắc tới vì đây là nhân vật làm giòi gì những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ và Anh cho giới báo chí về những chương trình bí mật theo dõi người dân. Và mới đây đã có hẳn một bộ truyện tranh hé lộ thêm về cuộc đời của người đàn ông luôn được giới truyền thông chú ý tới đã xa mắt cho độc giả. Được gọi bằng đủ thứ biệt danh từ anh hùng tới kẻ phản bội, hiện tại số phận của Edward Snowden vẫn là đề tài tranh luận của nhiều tầng lớp xã hội nhất là giới chuyên môn. Theo đó, nội dung cuốn truyện tranh Beyond Edward Snowden sẽ đưa người đọc đến với hành trình cuộc sống của Snowden. Vụ việc của Edward Snowden uh, là một trong những vụ rò rỉ thông tin lớn nhất Hoa Kỳ. Cái tôi muốn khám phá band, chính là um, điều um, gì đã khiến about, anh ấy làm như um, vậy, like mặc um, dù biết rằng sự thật đôi khi rất khắc nghiệt. Um, being... Năm ngoái, Snowden đã tiết lộ những thông tin về nhiều chương trình theo dõi mật bao gồm chương trình siêu dữ liệu nghe lén điện thoại của Mỹ và châu Âu, cùng với chương trình theo dõi Internet Tempora. Snowden nói rằng những tiết lộ này là một nỗ lực nhằm thông báo cho người dân biết những gì đã được thực hiện trên chính cái tên của họ và những gì được thực hiện để chống lại họ. Bộ truyện tranh đã được ra mắt vào ngày 21 tháng 5. Tác giả hy vọng nội dung truyện sẽ khơi dậy trí tò mò của người đọc giống như với tác giả. Tôi đã bị cuốn theo những tình tiết về cuộc đời của Snowden. Tôi hy vọng là mọi người đọc chuyện của tôi, không chỉ để cho biết, mà hãy đào sâu tư duy và khai thác nhiều hơn nữa về sự việc này. Chính phủ Mỹ đã bác bỏ khả năng ân xá cho Edward Snowden và cho biết nếu bước chân trở về đất Mỹ, Snowden sẽ lập tức bị truy tố và bắt giam.